Tử vi về ngày 20 tháng 1 âm lịch Canh Tuất. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Hôm nay, mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi phần luận giải chi tiết về tử vi của 12 con giáp trong ngày 20 tháng 1 âm lịch với sự tư vấn từ thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Việt. Vậy trong ngày hôm nay, 12 con giáp sẽ đón vận trình ngày mới như thế nào? Công danh, sự nghiệp, gia đạo, sức khỏe sẽ ra sao? Con giáp nào sẽ gặp may mắn? Con giáp nào sẽ gặp xui xẻo? Các con giáp cần làm gì để có một ngày hanh thông, thuận lợi và may mắn? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong chương trình. Và nhân dịp năm mới, kênh Phong thủy Gia Cát kính chúc quý vị an khang, thịnh vượng, gặt hái được nhiều thành công và tài lộc. Để ủng hộ cho chương trình, quý vị hãy nhấn theo dõi kênh, ấn vào tín hiệu chuông ở dưới màn hình để luôn cập nhật những video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập của chương trình. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Về ngày 20 tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu, ngày 20 tháng 1 năm 2021 âm lịch, tức thứ tư ngày 3 tháng 3 năm 2021 dương lịch, là ngày Canh Tuất, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu. Ngày này có nạp âm là Thoa Xuyến Kim, ngày Canh Tuất thuộc hành Kim, khắc hành Mộc, đặc biệt là tuổi Mậu Tuất, nhờ Kim khắc mà được lợi. Ngày Tuất lục hợp Mão, âm hợp Dần và Ngọ Thành hỏa cục, xung Thìn, hình Mùi, hại Dậu, phá Mùi, tuyệt Thìn, là Giáp Thìn, Mậu Thìn và Giáp Tuất. Các công việc nên làm trong ngày có thể kể đến như cầu tài, ký hợp đồng, động đất, đắp nền, cưới gả, khai trương cửa hàng. Ngoài ra còn có các việc không nên làm như cưới xin, tranh đấu kiện tụng, khởi dựng nhà cửa. Trên đây là một số thông tin của ngày 20 tháng 1 năm 2021 âm lịch. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với từng tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi 12 con giáp cho ngày 20 tháng 1 âm lịch. Thứ nhất, tuổi Tý. Tý Dương Thủy gặp canh Dương Kim là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Tý nếu có cơ hội nên chủ động và chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Bên cạnh đó, để đường công danh, tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Tý nên sử dụng vật phẩm phong thủy, tam giáp khai vận, Thân, Tý, Thìn. Thứ hai, tuổi Sửu. Sửu âm thổ gặp canh Dương Kim là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Sửu trong ngày này, cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Trong ngày có các thần thiên ất quý nhân đóng mệnh, đây là ngôi sao may mắn. Nếu có ngôi sao này trong mệnh sẽ có được vinh hoa, phú quý, mệnh thăng khí vượng. Năm nay là một năm rất gian nan, vất vả của những gia chủ tuổi Sửu. Chính vì thế, bản mệnh nên chọn cho mình vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Vật phẩm là pháp khí của nhà Phật, được ra đời trên nền tảng chất lọc những tinh hoa, trường khí tốt, giúp vạn sự hành thông, tốt lành. Đồng thời, đây cũng là vật phẩm hỗ trợ kích đào hoa, tình duyên hiệu quả cho các gia chủ tuổi Sửu. Thứ ba, tuổi Dần. Giờ Dương Mộc gặp canh Dương Kim là thất sát. Trong ngày này, các gia chủ tuổi Dần nên chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện, bản mệnh nên bình tĩnh đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp, yên bình. Trong ngày tuổi Dần có các thần thái cực đóng mệnh, đây là ngôi sao chủ về thông minh, ham học. Trong ngày này, bản mệnh cần nắm bắt các cơ hội thể hiện được tài năng, nhiệt huyết của mình trong công việc để đạt được những kết quả đáng mong muốn. Khuyên gia chủ tuổi Dần hãy mang theo bên mình pháp khí nhà Phật, bát bảo, tâm kinh để hóa giải thị phi và xung khắc giữa các con giáp, từ đó cải mệnh, tăng phúc, tăng cường vận khí và chiêu tài lộc cho bản mệnh.
Đồng thời, pháp khí sẽ chiêu mời quý nhân tương trợ và giúp đỡ công việc được hanh thông, thuận lợi và thành công. Thứ tư, tuổi Mão. Mão âm mộc gặp canh dương kim là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong ngày này, cần chú ý tới lời ăn, tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Làm việc với cấp trên, bản mệnh cần khôn khéo, tránh bị áp chế, sắp đặt, ảnh hưởng đến công việc. Ngoài ra, gia chủ tuổi Mão hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam giác khai vận, Hợi, Mão, Mùi để cân bằng ngũ hành, giúp các bản mệnh có một sức khỏe tốt hơn. Đồng thời, khi mang theo vòng tam giác khai vận, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và những họa ngầm trong những chuyến đi, tránh va chạm và đụng độ không đáng có. Thứ năm, tuổi Thìn. Thì dương thổ gặp canh dương kim là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết, mất khí, nên trong ngày này, các gia chủ tuổi Thìn cần hết sức chú ý và cẩn thận. May mắn trong ngày có các tinh quốc ấn, đây là các tinh chủ về tài lộc, cho nên những gia chủ tuổi Thìn nếu như đang theo con đường quan trường sẽ có được những trợ giúp rất lớn. Nếu có những cơ hội tốt, gia chủ nên nắm bắt để có những bước tiến tốt hơn. Hơn nữa, trong năm 2021, tuổi Thìn nằm trong bộ tứ hành xung, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu, thái tuế đương đầu họa, vô hỷ tất hư họa, ý chỉ thái tuế báo đến hướng. Những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm. Khuyên gia chủ tuổi Thìn nên sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế, đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. Thứ sáu, tuổi Tỵ. Tỵ âm hỏa, gặp canh dương kim là chính tài, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là ngày cát lành cho những gia chủ tuổi Tỵ. Nếu có cơ hội tốt, cần phải nắm bắt, ắt hẳn sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước. Trong thời điểm này, người tuổi Tỵ hãy sử dụng vật phẩm phong thủy, tam giác khai vận, Tỵ, Dậu, Sửu để hóa giải hung họa, chiêu quý nhân giúp đỡ và tương trợ trong công việc, cuộc sống. Thứ bảy, tuổi Ngọ. Ngọ dương hỏa gặp canh dương kim là thiên tài, nghĩa là thân bị khắc. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Ngọ sẽ có được tài lộc, công việc và sự nghiệp cũng có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên, nếu không cẩn thận, sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Trong ngày cũng có các tinh phúc tinh giáng chiếu, cho nên người tuổi Ngọ có thể xem xét tiến hành các công việc quan trọng, nhưng vẫn cần chú ý, nhất là những việc liên quan tới vấn đề giấy tờ. Bên cạnh đó, người tuổi Ngọ cần sử dụng vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, Dần, Ngọ, Tuất để vận trình công việc, tình duyên, tài lộc, sức khỏe được hanh thông, thuận lợi. Thứ tám, tuổi Mùi. Mùi âm hỏa gặp canh dương kim là thương quan, nghĩa là thân bị khắc. Đối với các gia chủ tuổi Mùi trong ngày này, cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. May mắn trong ngày có các thần tiên ất quý nhân đóng mệnh. Đây là ngôi sao may mắn, nếu có ngôi sao này trong mệnh sẽ có được vinh hoa, phú quý, mệnh thăng, khí vượng. Đặc biệt, để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh và sự nghiệp, tài lộc, như gia chủ tuổi Mùi nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Pháp khí có tác dụng kích con đường công danh và tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chấp thời cơ, nắm cơ hội, thành công. Thứ 9, tuổi Thân. Thân dương kim gặp canh dương kim là tỷ kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình. Trong ngày này, nếu gia chủ gặp phải những vấn đề khó giải quyết hoặc không giải quyết được, hãy nhớ mình vẫn còn có những người thân xung quanh để tìm sự giúp đỡ, hóa nghi thành an, hóa hung thành cát. May mắn trong ngày có các tinh thiên lộc đóng mệnh, đây là các tinh đem đến tài lộc, tiền bạc và những may mắn, cho nên bản mệnh cần nắm bắt các cơ hội để phát triển bản thân, kinh tế. Trong thời điểm này, người tuổi Thân nên sử dụng pháp khí phong thủy, tam giác khai vận, Thân, Tí, Thìn để kỵ tà, hóa sát, tăng may mắn, bình an cho gia chủ. 10. Tuổi Dậu. Dậu âm kim gặp canh dương kim là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Dậu trong ngày hôm nay, nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Nên có những cách ứng xử hợp lý để giải quyết, tránh xung đột để ảnh hưởng tới tình cảm gia đình. Đồng thời gia chủ tuổi Dậu nên mang theo bên mình vòng tam giác khai vận, Tỵ, Dậu, Sửu để cho những công việc được hanh thông, mọi điều đều gặp may mắn. 11. Tuổi Tuất. Tuất dương thổ gặp canh dương kim là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết, mất khí, nên trong ngày này các gia chủ tuổi Tuất cần hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi công việc. May mắn trong ngày có các thần kim dư chiếu mệnh là các tinh phú quý, trong ngày này sẽ có nhiều tài lộc, quý nhân đến với những người tuổi Tuất. Đặc biệt trong năm 2021, tuổi Tuất nằm trong bộ tứ hành xung,
Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu, thái tuế đừng đầu họa, vô hỷ tất hư họa, ý chỉ thái tuế đào đến hướng. Những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm. Khuyên gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế, đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. 12. Tuổi Hợi. Hợi dương thổ gặp canh dương kim là chính ấn, như là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là ngày cát lành cho những gia chủ tuổi Hợi. Nếu có cơ hội tốt, bản mệnh cần phải nắm bắt, ắt hẳn sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước. May mắn tuổi Hợi có hai cát tinh là văn xương quý nhân và thái cực chiếu mệnh. Đây đều là những cát tinh chủ về việc học hành, thi cử, nên ngày hôm nay rất thuận lợi cho việc thi cử, đạt được những thành tích cao, công danh hanh thông. Tuy nhiên, còn có hung thần Thiên La Địa Võng chủ về bệnh tật, là ngục chiếu mệnh, cho nên bản mệnh cần chú ý giữ gìn sức khỏe, tuyệt đối không làm những việc liên quan đến pháp luật và cần làm việc thiện để lấy hung, hóa cát. Vậy nên trong thời điểm này, gia chủ tuổi Hợi luôn mang kim bài thái tuế bên mình để tăng thêm may mắn, tài lộc. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã trao đổi với anh chị về tử vi chi tiết ngày 20 tháng 1 âm lịch của 12 con giáp. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng, tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc được thuận lợi, suôn sẻ. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm và cảm xúc của mình ở phần dưới ô bình luận. Hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.